Em ơi, cho anh cây ngắn đưa lên cây kia. Bám vào dẫn rồi, ok, dẫn đi. Rất là chắc chắn luôn, cực kỳ chắc chắn luôn, thậm chí 2-3 người đứng lên không sao cả. Đây là bậc, nếu mà ở hãng nắp thì giá nó có thể gấp đôi những cái cửa hàng bọn em nắp bên ngoài. Ok, logo Lexus nó ở đâu nhỉ? À đây này. Bước lên.